Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò. Mình lưu viên tàu lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tà Ly. Đây là kèo hạng kỳ đội giữa Long Điền và Trung Bình Định. Hiện tại bây giờ là tỷ số là 6-9 các bạn. Đại Lâm quay nửa trận sau thôi các bạn ạ. Tại vì kỳ đội rất tốn thời gian các bạn ơi. Bên kia là Thanh Nhỏ và Trầm Dên. Thanh Nhỏ là quê Dầm Sáng Kinh Dương vô Kinh Tám. Còn Trầm Dên thì quê Tân Hồng, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Còn Long Điền này là Đồng Nai. Còn đây là Trung Bình Định. Đến bao nhiêu điểm nữa Điền? Kèo này là đánh 13 các bạn. Và Long Điền nghe nói chấp bên Trầm Dên và Thanh Nhỏ một điểm. Đây là sân cà phê Ngọc Như, đường Hai Bà Trưng sau lưng sân vận động Dĩ An mới các bạn. Bảy trên. Long Điền vừa tự sát tại Đâm Lát. Không bảy. Một pha không hiểu ý giữa Điền và Trung. 11-7. Long Điền người là từng Long Kỳ ba nốt nhạc mà. Long Kỳ chấp ba nốt nhạc Long Điền tại sân giáo xứ Sơn Trà, Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai. Long Điền cũng có thời gian về sân Mương Lớn, Chợ Mới, An Giang trú ngụ. 8-11. Quá hay cho Trung. Thanh Nhỏ thật sự cái đường số 2 quá ghê. Lại là đường số 2. Lại là đường số 2. Thanh Nhỏ cái đường số 2 quá ghê. Lại là đường số 2. Liên tục đường số 2 của Thanh Nhỏ. Thật sự quá khó chịu. Đấy là sở trường đường số 2 của Thanh Nhỏ từ trước tới giờ các bạn. 12-8. Các bạn nào dùng sâu dùng xa hoặc đam mê bóng chuyền phổi, quá hay cho Trầm Dên. Quá hay cho Long Điền. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Tỷ số 13-9 nghiêng về Thanh Nhỏ và Trầm Dên. Đại Lâm xin thông báo cho các bạn biết nha. Những bạn nào có điều kiện khó khăn và đam mê bóng chuyền, thật sự hãy vào các clip của Đại Lâm và để lại địa chỉ, họ tên đầy đủ nha các bạn. Đại Lâm sẽ đến các sân bóng mà Đại Lâm đã biết và Đại Lâm sẽ xin lại những quả bóng. Đại Lâm sẽ gửi cho đến các bạn sau nha. Từ từ các bạn sẽ nhận được những quả bóng của Đại Lâm.
ti quả bóng không còn mới mẻ nữa, nhưng đó là tấm lòng của Lâm và những người anh em chủ sân muốn gửi đến cho các bạn đam mê bóng chuyền phổi. Điều kiện thật khó khăn, không phải ai cũng được như thế đâu các bạn ạ. Một lần nữa xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nhé. Các bạn nhớ inbox trên các clip nha, địa chỉ, họ tên đầy đủ và để Lâm sẽ gửi cho các bạn sau nha. Ok man.